ông Phạm Trường Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các đơn vị trực thuộc Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các kỳ thủ của câu lạc bộ Việt Chess. Cách đây 34 năm, lần đầu tiên ở Việt Nam có một trận đấu đồng loạt giữa một đại kiện tướng quốc tế và 20 kỳ thủ của thủ đô Hà Nội diễn ra vào năm 1983. Ngày đấy, đại kiện tướng quốc tế đấy chính là nữ vô địch thế giới Maya Chibudanidze của Liên Xô. Và trong trận đấu đồng loạt đấy, chỉ có 4 kỳ thủ Việt Nam hòa được trong ván cờ này. Hôm nay, sau 34 năm, chúng ta lại chứng kiến một trận đấu khác ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Đó là trận đấu giữa đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh và 18 kỳ thủ của câu lạc bộ cờ vua Việt Chess. Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh trong top 100 của Việt Nam, anh đứng thứ 10. Và theo quy định của Liên đoàn Cờ Thế Giới, để xếp hạng các quốc gia mà Việt Nam ngày hôm nay đứng thứ 38, người ta tính hệ số Elo của 10 người có hệ số cao nhất của mỗi quốc gia. Và anh Bùi Vinh ngày hôm nay đứng hạng 10, rất vinh dự cho Việt Nam, nằm trong top 10 để được tính xếp hạng của Việt Nam ngày hôm nay là 38 trên 176 quốc gia trên toàn thế giới.